Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang cùng các em học sinh lớp 9 giải đề kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023. Đề của trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận. Đề gồm 7 bài. Bây giờ chúng ta vào bài 1, 2,5 điểm, thực hiện phép tính. Câu A là căn thức bậc 2 của 3 trừ căn 7 tất cả bình cộng với căn thức bậc 2 của 11 cộng 4 căn 7 bằng. Thứ nhất là ta dùng hàng đẳng thức căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Như vậy căn thức bậc 2 của 3 trừ căn 7 tất cả bình thì bằng giá trị tuyệt đối của 3 trừ căn 7 cộng với căn thức bậc 2 của 11 cộng với 4 căn 7. Thì ta tách số 11 thành 7 cộng với 4 cộng 4 căn 7, ta viết là cộng 2 nhân với căn 7 nhân với 2 bằng giá trị tuyệt đối của 3 trừ căn 7. Thì ta biết 3 trừ căn 7 là một số dương, do đó giá trị tuyệt đối của số dương bằng chính số ấy, tức là bằng 3 trừ cho căn số học của 7 cộng với căn thức bậc 2 của 7 cộng 2 căn 7 nhân 2 cộng với 4 thì nó là hàng đẳng thức căn 7 cộng với 2 tất cả bình phương. Vậy bằng 3 trừ đi căn số học của 7 cộng với căn thức bậc 2 của căn 7 cộng 2 tất cả bình phương thì bằng giá trị tuyệt đối của căn 7 cộng với 2 bằng 3 trừ cho căn 7 cộng với, ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối thì căn 7 cộng 2 là số dương, do đó giá trị tuyệt đối bằng căn 7 cộng 2. Thực hiện thu gọn, ta thấy cộng trừ căn 7 thì nó triệt tiêu, còn 3 cộng 2 thì bằng 5. Ta sang bài B là 2 căn 3 trừ căn 21 trên 2 trừ căn 7 cộng với 6 trên 3 cộng căn 3 bằng. Ở biểu thức thứ nhất, trên tử ta lấy căn 3 làm nhân tử chung, thì trong ngoặc còn lại là 2 trừ đi căn 7, bởi vì căn 21 là căn 3 nhân căn 7. Dưới mẫu là 2 trừ cho căn 7 cộng với. Biểu thức thứ hai là 6 trên 3 cộng căn 3. Chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức nguyên hợp của mẫu, tức là bằng 6 nhân với 3 trừ căn 3. Dưới mẫu là 3 bình phương trừ đi căn 3 tất cả bình bằng. Ở biểu thức thứ nhất, chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 trừ căn 7 thì kết quả còn là căn 3 cộng với, trên tử là 6 thừa số với 3 trừ căn 3. Dưới mẫu 3 bình là 9, căn 3 bình là 3, 9 trừ 3 thì còn 6 bằng căn 3 cộng với. Cái biểu thức thứ hai ta thực hiện rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 6 thì được 3 trừ căn 3. Thì ta thấy cộng căn 3 trừ căn 3 nó triệt tiêu, còn lại kết quả là 3. Phần C là căn 14 trừ căn 7 trên căn 2 trừ 1 cộng với căn 5 tất cả trong ngoặc tròn nhân với căn 7 trừ căn 15 trừ căn 5 tất cả trên căn 3 trừ 1 trong ngoặc tròn. Thế thì chúng ta thực hiện như sau. Cái ngoặc tròn thứ nhất ta đổi thành móc vuông. Căn 14 trừ căn 7, ta lấy căn 7 làm nhân tử chung thì còn căn 2 trừ cho 1 trong ngoặc. Dưới mẫu là căn 2 trừ cho 1 rồi cộng với căn 5 cho vào trong móc vuông nhân với, mở móc vuông thứ hai, căn 7 để nguyên trừ cho, trên tử thức ta lấy căn 5 làm nhân tử chung thì còn lại là căn 3 trừ 1. Dưới mẫu là căn 3 trừ cho 1. Đóng móc vuông bằng. Ta thực hiện rút gọn. Ở biểu thức thứ nhất là ta chia cả tử và mẫu cho căn 2 trừ 1 thì còn lại là mở ngoặc tròn căn 7 cộng căn 5 nhân với, ở trong cái móc vuông thứ hai á thì ta đổi thành ngoặc tròn, mở ngoặc là căn 7 trừ đi. Cái biểu thức cuối cùng á thì ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho căn 3 trừ 1 thì kết quả còn lại là căn 5. Đóng ngoặc tròn. Lúc này căn 7 cộng căn 5 thừa số với căn 7 trừ căn 5 thì bằng căn 7 tất cả bình trừ đi căn 5 tất cả bình bằng 7 trừ đi 5 và kết quả bằng 2. Trước khi vào bài 2, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài 2, 1,5 điểm,
cho hàm số y bằng 1 phần 2x có đồ thị D1 và hàm số y bằng 2x trừ 3 có đồ thị D2. Câu hỏi A là vẽ D1 và D2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Câu hỏi B là tìm tọa độ giao điểm của D1 và D2 bằng phép toán. Ta giải bài toán như sau. Câu A, ta nêu cách vẽ đường thẳng D1. Đồ thị hàm số y bằng 1 phần 2x là đường thẳng, ta ký hiệu là D1, đi qua 2 điểm. Điểm thứ nhất là điểm O có tọa độ 0,0. Và điểm thứ hai là điểm có tọa độ, ta cho x bằng 2 thì y bằng 1. Đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 3 là đường thẳng D2, đi qua 2 điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là 0,3. Và điểm thứ hai có tọa độ là 3/2,0. Tức là điểm thứ nhất là điểm có tọa độ 0B và điểm thứ hai là điểm có tọa độ trừ B trên A 0. Bây giờ ta đi vẽ đồ thị của hai hàm số này. Đầu tiên ta xác định các điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Đối với đường thẳng D1, nó đi qua điểm O tọa độ 0,0 và đi qua điểm thứ hai có tọa độ 2,1. Rồi sau đó ta vẽ đường thẳng D1 đi qua hai điểm vừa xác định. Tiếp theo ta xác định hai cái điểm mà đồ thị hàm số D2 đi qua. Điểm thứ nhất là điểm tọa độ 0-3 và điểm thứ hai tọa độ -3/2,0. Tức là điểm trên trục hoành có hoành độ bằng 3/2, tức là 1,5. Rồi sau đó ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm vừa xác định. Ta sang câu B là tìm tọa độ giao điểm của D1 và D2 bằng phép tính. Thì để tìm tọa độ của hai đường thẳng D1 và D2 bằng tính toán thì đầu tiên ta lập phương trình hoành độ giao điểm của D1 và D2. Đó là phương trình 2x trừ đi 3 thì bằng 1/2x. Phương trình này tương đương với phương trình ta thực hiện nhân cả hai vế của phương trình với 2 thì ta được 4x trừ đi 6 bằng x. Thực hiện chuyển vế thì 4x trừ đi x bằng 6. Phương trình này tương đương với 3x bằng 6. Như vậy tương đương với x bằng 6 chia cho 3 bằng 2. Sau khi tính được x bằng 2 thì ta đi tính y. Với x bằng 2 thì suy ra y bằng 1/2 nhân với x bằng 1/2 nhân với 2 bằng 1. Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 là điểm có tọa độ hoành độ bằng 2 và tung độ bằng 1, tức là điểm có tọa độ 2,1. Ta sang bài 3, 0,75 điểm. Tìm x, biết 3 căn thức bậc 2 của x trừ 2 cộng 5/3 căn thức bậc 2 của 9x trừ 18 trừ 2 căn thức bậc 2 của 4x trừ 8 bằng 8. Trước khi vào tìm x thì ta đặt điều kiện xác định. Thì bài toán xác định khi và chỉ khi x trừ 2 lớn bằng 0, tức là x lớn hơn hoặc bằng 2. Do đó điều kiện là x lớn bằng 2. Thì phương trình tương đương với phương trình 3 căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 cộng với 5/3 căn thức bậc 2 của 9x trừ 18, ta lấy 9 làm nhân tử chung thì còn x trừ đi 2 trừ đi 2 căn thức bậc 2 của 4x trừ 8, ta lấy 4 làm nhân tử chung thì còn x trừ đi 2 bằng 8, tương đương với 3 căn của x trừ 2 cộng với 5/3 nhân với căn thức bậc 2 của 9 thừa số với x trừ 2. Ta thực hiện đưa thừa số 9 ra ngoài dấu căn thì 9 là 3 bình phương. Vậy đưa ra ngoài dấu căn là 3 căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 trừ đi 2 nhân với cái căn thức bậc 2 của 4 thừa số với x trừ 2. Ta thực hiện đưa thừa số 4 ra ngoài dấu căn thì ta được là 2 nhân với căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 bằng 8, tương đương với 3 căn của x trừ 2 cộng với
5/3 nhân 3 thì bằng 5. Căn thức bậc 2 của x trừ đi 2. Trừ đi 2 nhân 2 là 4, nhân với căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 bằng 8. Đến đây ta thấy rằng bên vế trái các căn thức đồng dạng với nhau, do đó chúng ta thực hiện thu gọn căn thức đồng dạng thì bằng 3 cộng với 5 trừ cho 4. Tất cả thừa số với căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 thì bằng 8. Tương đương với 3 cộng 5 là 8, 8 trừ 4 thì còn 4. Như vậy nó là còn 4 căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 thì bằng 8. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 4 thì được căn thức bậc 2 của x trừ đi 2 bằng 8 chia 4 là 2. Bình phương hai vế ta được x trừ đi 2 bằng 2 bình phương là 4. Tương đương với x bằng 4 cộng với 2 và x bằng 6. X bằng 6 thì thỏa điều kiện x lớn bằng 2. Chúng ta ghi là chọn hoặc là thỏa điều kiện. Trả lời. Vậy vì đề bài hỏi tìm x, do đó chúng ta trả lời là vậy x bằng 6. Bài 4, 0,75 điểm. Một nhà máy sản xuất xi măng có sản lượng hàng năm được xác định theo hàm số T bằng 12,5 N cộng với 360, với T là sản lượng đơn vị tấn và N là số năm tính từ năm 2010. Câu hỏi A, hãy tính sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2020. Câu hỏi B, theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 510 tấn vào năm nào? Ta giải bài toán. Ở câu A, để tính sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2020 thì chúng ta phải đi tìm xem N bằng bao nhiêu. Do đó đầu tiên chúng ta đi tính N. Thì đến năm 2020 ta có N bằng 2020 trừ đi 2010 thì bằng 10. Đơn vị là 5. Khi đó sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2020 là T bằng 12,5 nhân với N là 10 cộng với 360 thì kết quả bằng 125 cộng với 360 bằng 485 tấn. Ta sang câu B. Theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 510 tấn vào năm nào? Như vậy với hàm số T bằng 12,5 nhân với N cộng với 360 và T là sản lượng 510 tấn, nên ta có 510 bằng 12,5 nhân với N cộng với 360. Điều này tương đương với N bằng 510 trừ đi 360 chia cho 12,5. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 12. Trả lời. Vậy theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 510 tấn vào năm. Ta lấy 2010 cộng với 12 thì bằng 2022. Bài 5, 0,75 điểm. Tư thế ngồi học được xem là đúng khi khoảng cách từ mắt đến vợ là từ 25 đến 30 cm. Người ngồi học có lưng thẳng góc với mặt đất. Bộ bàn học phù hợp với chiều cao học sinh sẽ góp phần hình thành tư thế ngồi học đúng. Một trong những cách tạo ra bộ bàn học phù hợp là mặt bàn viết phải được kê nghiêng lên. Cho biết mặt bàn viết BC rộng 0,6 m, được nâng cao lên là AB là 0,24 m ở hình vẽ trên. Em hãy tính độ nghiêng của mặt bàn, tức là góc ACB là bao nhiêu. Kết quả làm tròn đến độ. Thế ta giải bài toán này như sau. Tam giác ABC vuông tại A, nên để tính cái góc ACB thì ta tính sin của góc ACB. Tìm sin của góc thì ta lấy cạnh đối chia cạnh huyền, tức là bằng cạnh AB trên cạnh BC. AB là 0,24 trên BC là 0,6, nó cùng đơn vị rồi. Tỷ số AB trên BC bằng 0,24 trên 0,6. Thực hiện phép chia thì ta được kết quả là 0,4. Ta biết được tỷ số lượng giác sin của góc ACB thì bằng 0,4. Từ đó chúng ta tính góc ACB bằng cách sử dụng máy tính cầm tay.
bấm Shift sin mũ trừ 1 của 0,4 thì nó ra kết quả là 23 độ 34 phút 41,44 giây. Do đề bài yêu cầu làm tròn kết quả đến độ, do đó chúng ta làm tròn thành xấp xỉ 24 độ. Như vậy góc ACB xấp xỉ 24 độ. Vậy độ nghiêng của mặt bàn, tức là cái góc ACB, nó xấp xỉ bằng 24 độ. Tức là độ nghiêng của mặt bàn nó tạo với phương nằm ngang một góc 24 độ. Bài 6, 0,75 điểm. Một kho hàng nhập gạo, trong kho chưa có gạo, trong 3 ngày liên tiếp và mỗi ngày kể từ ngày thứ 2 đều nhập một lượng gạo bằng 120% lượng gạo đã nhập vào kho trong một ngày trước đó. Ngày thứ 3 sau khi nhập xong thì gạo trong kho có tất cả là 910 tấn gạo. Hỏi ngày thứ nhất kho đã nhập vào bao nhiêu tấn gạo? Ta giải bài toán này như sau. Ta gọi ngày thứ nhất kho đã nhập vào số tấn gạo là x tấn, đơn vị là tấn gạo. Điều kiện là x lớn hơn 0. Thế thì suy ra ngày thứ 2, suy ra số gạo ngày thứ 2 nhập là, nó là 120% của x, tức là bằng 1,2x, đơn vị là tấn. Bây giờ chúng ta tính số gạo nhập ngày thứ 3 là, nó là 120% của ngày thứ 2, tức là của 1,2x. Vậy bằng 1,2 nhân với 1,2x bằng 1,44x, đơn vị là tấn. Sau 3 ngày nhập thì trong kho có tất cả 910 tấn gạo. Ta có phương trình, ta lấy x cộng với 1,2x cộng 1,44x, tức là tổng số gạo nhập trong 3 ngày thì bằng 910 tấn. Phương trình này tương đương với phương trình là 3,64x bằng 910, tương đương với x bằng 910 chia cho 3,64. Thực hiện phép tính ta được kết quả là 250. X bằng 250 thì thỏa điều kiện là x lớn hơn 0. Vậy ngày thứ nhất kho nhập vào 250 tấn gạo. Trước khi vào bài 7 là bài hình cuối cùng, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ ta vào bài 7, 3 điểm. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn O, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn O. B và C là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Câu hỏi A, chứng minh OA vuông góc BC tại H. Câu hỏi B, vẽ đường kính BD của đường tròn O, AD cắt đường tròn O tại điểm E, trong đó E khác D. Chứng minh tam giác BED vuông và DE nhân DA bằng 4 OH nhân OA. Câu C, gọi K là trung điểm của HA, chứng minh góc ABK bằng góc BDH. Ta đi giải bài toán này. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình. Đầu tiên ta xác định tâm O. Ta vẽ đường tròn O. Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Ta vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn O. B và C là tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Câu hỏi A là chứng minh OA vuông góc BC tại H. Thì để chứng minh OA vuông góc BC tại H, ta chứng minh rằng OA là đường trung trực của BC như sau. Ta có OB bằng OC. Lý do là cùng bán kính đường tròn O. Ý thứ hai là AB bằng AC. Lý do là AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau. AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau thì AB bằng AC. Do đó O và A nằm trên trung trực của BC. Hai điểm O và A nằm trên đường trung trực của BC thì ta sẽ suy ra được cái đường thẳng OA là đường trung trực của BC. Do đó ta suy ra OA vuông góc BC tại H. Thì đây là điều phải chứng minh thứ nhất. Ta sang ý B.
Ta vẽ đường kính BD của đường tròn O. AD cắt đường tròn O tại điểm E. Điểm E này khác điểm D. Chứng minh tam giác BED vuông và DE nhân DA bằng 4 lần OH nhân OA. Ý thứ nhất là ta đi chứng minh cái tam giác BED vuông. Thì nhìn hình ta thấy tam giác BED nó nội tiếp đường tròn O và cạnh BD là đường kính, vậy tam giác này vuông tại E. Và ta ghi ngay tam giác BED nội tiếp đường tròn O, cạnh BD là đường kính của đường tròn O. Từ đây ta suy ra tam giác BED vuông tại E. Tiếp theo là ta chứng minh ý thứ hai, là chứng minh rằng DE nhân DA bằng 4 lần OH nhân OA. Ta sẽ đi phân tích để chứng minh phần này. Ta cần chứng minh rằng DE nhân với DA bằng 4 lần OH nhân với OA. Thì ta thấy DE nhân với DA nó chính bằng BD bình phương, bởi vì nó là hệ thức lượng trong tam giác vuông ABD vuông tại B và BE là đường cao. Tiếp theo là ta phải chứng minh rằng BD bình phương thì bằng 4 lần OH nhân với OA. BD thì là 2 lần OB. Tất cả bình phương bằng 4 lần OH nhân OA. Thì BD là đường kính, còn OB là bán kính, cho nên là BD bằng 2 OB. Tức là lúc này ta có 4 OB bình phương bằng 4 nhân với OH nhân với OA. Thế ta chia cả hai vế cho 4 thì ta được là OB bình phương bằng OH nhân với OA. Thì OB bình phương bằng OH nhân với OA thì nó chính là hệ thức lượng trong tam giác vuông ABO vuông tại B và đường cao là BH. Ta đi chứng minh ý thứ hai của phần B như sau. Đầu tiên là ta có OB vuông góc với AB tại B. Bởi vì AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Chữ tiếp tuyến cô ghi tắt. Nó là tính chất cơ bản của tiếp tuyến, là tiếp tuyến phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Từ đây ta suy ra tam giác ABO vuông tại B và BH là đường cao, bởi vì lúc nãy ta đã chứng minh được OA vuông góc BC tại H, nên ta có hệ thức là OB bình phương bằng OH nhân OA. Ghi đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cái hệ thức là trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền với hình chiếu cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Bây giờ ta nhân cả hai vế của cái đẳng thức trên với 4 thì ta có được là 4 OB bình phương bằng 4 nhân với OH nhân với OA. Thì 4 OB bình phương chính là 2 OB tất cả bình phương bằng 4 OH nhân với OA. Từ đây ta suy ra 2 OB chính là BD bình phương bằng 4 lần OH nhân với OA. Ta giải thích là BD bằng 2 lần OB. Ta giải thích là BD bằng 2 lần OB. Vì lý do là đường kính thì bằng 2 lần bán kính. Như vậy BD bình phương bằng 4 OH nhân với OA. Ta ghi nó là điều 1. Tam giác ABD vuông tại B, BE vuông góc với AD tại E. Do cái tam giác BED vuông tại E, suy ra BD bình phương bằng DE nhân với DA. Đây là cũng là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Ta đóng khung ý này là ý thứ hai. Từ 1 và 2 ta suy ra DE nhân với DA bằng 4 lần OH nhân với OA.
bởi vì nó cùng bằng BD bình phương. Thì đây là điều phải chứng minh. Câu C là chứng minh góc ABK bằng góc BDH. Thì để chứng minh góc ABK bằng góc BDH thì ta đi chứng minh cái tam giác ABK đồng dạng với tam giác BDH. Muốn chứng minh tam giác ABK đồng dạng với tam giác BDH thì ta chứng minh rằng hai tam giác này có góc A1 bằng góc B1 và có tỉ số AB trên BD bằng AK trên BH. Thế mà nhận cái góc A1 và B1 là hai góc xen giữa, hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Thế muốn chứng minh góc A1 bằng góc B1 thì ta thấy hai góc này cùng phụ với góc ABH. Bởi vì góc A1 và B1 cùng cộng với góc ABH bằng 90 độ. Thì lát nữa chúng ta chứng minh chi tiết hơn. Còn đây chỉ là cái sườn phân tích thôi. Còn để chứng minh cái tỉ số AB trên BD bằng AK trên BH thì ta chứng minh rằng AB trên BD bằng, thay vì AK trên BH thì ta nhân cả tử và mẫu của cái tỉ số này với 2 thì ta có là 2AK trên 2BH. Thế mà 2AK trên 2BH thì 2 lần AK chính là AH, còn 2 lần BH chính là BC. Bởi vì K là trung điểm của AH và H là trung điểm của BC. Tức là ta phải chứng minh tỉ số AB trên BD bằng AH trên BC. Mà muốn chứng minh hai tỉ số này bằng nhau thì ta đi chứng minh đó là tỉ số đồng dạng của hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác ABH nó đồng dạng với tam giác BDC. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta chứng minh rằng nó có góc A1 bằng góc B1 và có góc AHB bằng góc BCD. Đấy, hai góc này bằng 90 độ. Như vậy, ta phải đi chứng minh rằng góc BCD bằng 90 độ, còn góc AHB bằng 90 độ rồi. Thế thì chứng minh góc BCD bằng 90 độ dựa vào cái tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính. Do đó chúng ta vào chứng minh bài toán này như sau. Ta chứng minh như sau. Ta có tam giác BCD nội tiếp đường tròn O. Cạnh BD là đường kính của đường tròn O. Nên ta suy ra tam giác BCD vuông tại C. Từ đây ta suy ra góc BCD bằng 90 độ. Tiếp theo ta đi chứng minh góc A1 bằng góc B1 như sau. Ta lại có góc A1 cộng với góc ABH bằng 90 độ vì lý do tam giác ABH vuông tại H. Ý thứ hai là ta có góc B1 cộng với góc ABH bằng 90 độ do ta có cái tam giác OBA vuông tại B. Cho nên từ hai điều này ta suy ra góc A1 bằng góc B1 bởi vì cùng phụ với góc ABH. Bây giờ ta xét tam giác ABH và tam giác BDC. Có góc A1 bằng góc B1 và có góc AHB bằng góc BCD bằng 90 độ là do chứng minh ở câu trên cả hai ý luôn. Nên tam giác ABH đồng dạng với tam giác BDC theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra tỉ số AB trên BD bằng AH trên BC. Vì K là trung điểm của AH cho nên ta suy ra AH bằng 2 lần AK. Còn vì H là trung điểm của BC, do OA là trung trực của BC nên ta suy ra BC bằng 2 lần BH. Do đó ta có tỉ số AB trên BD bằng tỉ số AH
trên BC. Mà tỷ số AH trên BC thì ta thay AH bởi 2AK, còn ta thay BC bởi 2 lần BH. Ta thực hiện rút gọn đi thì nó bằng tỷ số AK trên BH. Sau đó ta viết gọn lại là suy ra AB trên BD bằng AK trên BH. Xét tam giác ABK và tam giác BDH có góc A1 bằng góc B1, chứng minh trên. Có tỷ số AB trên BD bằng tỷ số AK trên BH, cũng do chứng minh trên. Ta nhận thấy góc A1 nằm xen giữa hai cạnh AB và AK, còn góc B1 nằm xen giữa hai cạnh BD và BH, nên tam giác ABK đồng dạng tam giác BDH theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Do đó ta suy ra được góc ABK bằng góc BDH. Đây là điều phải chứng minh. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.